Ngân Khánh lao đao vì tin đồn bán thân, viên mãn bên ông xã doanh nhân Việt Kiều. Ngân Khánh tên đầy đủ là Lê Ngân Khánh, sinh vào năm 1985. Cô được công chúng biết đến ở vai trò là một nữ ca sĩ nhạc trẻ và diễn viên điện ảnh. Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, Ngân Khánh khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và tạm hoãn công việc để du học. Rồi giờ đây ai nấy cũng xích xoa và ngưỡng mộ sự thành đạt và hạnh phúc của cô bên cạnh bạn đời. Ngân Khánh được sinh ra ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cô đã vào thành phố Hồ Chí Minh khi còn đang học cấp 2. Ngân Khánh đã bắt đầu bước chân vào sự nghiệp diễn từ năm 2005 với vai Quỳnh Hương trong bộ phim Mộng Sống của đạo diễn Phan Hoàng. Những bộ phim lần đầu tiên tuy chưa đem lại tiếng vang cho Ngân Khánh, tuy nhiên cũng là bước đệm để Ngân Khánh tự tin thể hiện mình ở trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên ngôi sao ngày mai vào năm 2006 và đã giành giải nhất. Năm 2007 là một năm thành công rực rỡ của Ngân Khánh khi được nhận vai chính trong một bộ phim khá ăn khách gọi Giấc Mơ Về. Bộ phim cũng đã khẳng định được tên tuổi của cô diễn viên trẻ ở trong làng điện ảnh phía Nam. Sau gọi Giấc Mơ Về, Ngân Khánh tiếp tục được yêu mến khi xuất hiện trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Cô Dâu Đại Chiến, Ma Dai. Với khán giả, cô sở hữu vẻ đẹp mong manh thuần khiết, được cho là phù hợp với dạng vai nữ chính gặp nhiều đa đoan trong cuộc sống. Bên cạnh việc đóng phim, Ngân Khánh cũng khá thành công đối với vai trò một ca sĩ. Ngân Khánh từng gia nhập vào công ty giải trí của ca sĩ Thanh Thảo và đã trở thành ca sĩ độc quyền. Mặc dù rất bận đóng phim, tuy nhiên cô ca sĩ trẻ vẫn tích cực tham gia vào các chương trình ca nhạc lớn cùng với những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Việt. Ngoài ra, Ngân Khánh cũng đã thường xuyên tham gia vào làm người mẫu ảnh và cũng là một người mẫu quảng cáo được yêu mến. Ngân Khánh đã lên xe hoa vào năm 2015 và đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh chồng là Đỗ Thiếu Quân. Sau lúc kết hôn, Ngân Khánh đã lập tức sang Singapore du học. Cô cũng đã hoàn thành chuyên ngành điện ảnh ở Quốc đảo Sư Tử. Trong thời gian này, nữ diễn viên đã về nghỉ ngắn, nên chỉ xuất hiện ở trong đêm trao giải HTV Awards 2016 và tránh tiếp xúc báo chí. Sau một vai diễn trong bộ phim Mai Dai được đánh giá cao, cô cũng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm cho việc học. Nữ diễn viên cũng dự định sẽ trở thành đạo diễn và với vai trò nhà sản xuất trong tương lai. Với quyết định chưa vội sinh con để du học của Ngân Khánh cũng đã được ông xã ủng hộ nhiệt tình. Cô đã tự tin trở thành doanh nhân nhờ vào sự sát cánh và tư vấn của chồng. Showbiz Việt năm 2012 gây chấn động với những scandal như bắt gan, ngoại tình, gây, lừa tình lừa tiền, hát nhép, chôn giọng, mua giải. Nhưng xôn xao dư luận nhất vẫn phải nói đến scandal bán thân của một số diễn viên người mẫu hoa hậu. Tiết lộ động trời của tú bà Mỹ Xuân về cái giá 8.000 đô la Mỹ đã gây nên một cơn bão khủng khiếp, một cú sốc thật sự trong truyền thông. Bị cuốn vào trong vòng xoáy đó, Trang Nhung, Tuyết Nhung, Ngân Khánh trở thành tâm điểm bàn luận, giải biểu của mọi người, từ cộng đồng mạng trí thức cao sang đến những bà tiểu thương. Nói một cách công bằng, những trang thông tin điện tử đã treo họ lên cho đám đông, những người luôn cho rằng mình chẳng bao giờ có tội, ném đá không thương tiếc. Thời điểm đó, những thiệt hại gây ra cho Ngân Khánh khi tin đồn nổ ra đều do luật sư tiến hành tính toán. Ngân Khánh chỉ tiết lộ hợp đồng cô ký tại lúc đó đã bị dừng lại, công việc ca hát phim ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng. Bản thân cô bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều. Từ một thông tin bắn ra, ngày hôm sau, hình ảnh bình luận về Ngân Khánh đã đầy rẫy trên mạng và trong giới. Cứ như cô là một kẻ tội đồ thật sự. Cô cảm thấy mọi thứ đã chấm hết đối với mình. Ngân Khánh cảm giác không còn ai tin mình. Nó khiến cô không muốn tiếp xúc với bất cứ cuộc điện thoại nào nữa. Thậm chí Ngân Khánh đã từng nghĩ đến việc quyên sinh. Cô nhốt mình ở trong phòng và suy nghĩ mình sẽ phải đối diện sự việc này như thế nào. Cô suy nghĩ rất nhiều và ở thời điểm đó, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết thì không còn ai tin Ngân Khánh. Hình tượng Ngân Khánh cất công xây dựng trong bao lâu đã bị người ta làm cho hoen ố, đập đổ một cách tàn nhẫn. Danh dự của cô như một người bình thường nhất đã không được tôn trọng. Sau khi xác minh khiếu nại của Ngân Khánh, trang tin http://k14.vn nhận thấy thông tin thị phi không chính xác và đã cho gỡ bỏ bài viết. Ông Hồ Nguyễn Lễ, người đại diện của Ngân Khánh trong vụ việc này cho biết vẫn không đồng tình với nội dung cải chính xin lỗi của trang tin. Ngân Khánh đã chia sẻ, cô hạnh phúc bởi vì có ông xã tâm lý và biết quan tâm. Trong thời gian học, chồng cô cũng thường bay sang Singapore thăm và đã dành tặng món quà ý nghĩa khi mà vợ đạt thành tích học tập tốt. Quyết định đi du học đồng nghĩa với việc vợ chồng xa cách. Nhiều người đã ái ngại thay cho Ngân Khánh bởi vì ông xã cô thành đạt. Tuy là vậy, nữ diễn viên sinh năm 1985 rất tin tưởng chồng, bởi vì theo cô, nếu như không tin, cô sẽ không đi du học. Ông xã của Ngân Khánh, Đỗ Thiếu Quân là Việt Kiều, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Anh làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sau khi lên xe hoa, Ngân Khánh ít khi xuất hiện trên truyền hình. Cô dành thời gian chăm sóc gia đình và hoàn thành việc học ở Singapore. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngân Khánh khá kín tiếng, không chia sẻ về chồng và đời sống tình cảm cá nhân. Cô chỉ đăng tải những hình ảnh về các chuyến du lịch hoặc khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Ngoài thời gian học tập và làm việc, Ngân Khánh thường đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Trang cá nhân của cô xuất hiện nhiều hình ảnh được chụp tại Mỹ, Australia, châu Âu. Tuy nhiên khi nói về việc lấy được chồng giàu có, Ngân Khánh khẳng định cô không ỷ lại vào gia sản của chồng.
ít có cơ hội làm dâu nên nữ diễn viên giữ liên lạc với nhà chồng bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mẹ chồng Ngân Khánh là người có lối sống phương Tây nên suy nghĩ thoáng. Bà hiểu ai cũng có ước mơ để theo đuổi nên luôn tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân. Ngân Khánh nói, thật sự ngày mới kết hôn chúng tôi khó tìm được tiếng nói chung. Có lúc chúng tôi đã diễn ra chiến tranh lạnh với nhau suốt 10 ngày mà không nói chuyện. Thậm chí tôi đã về nhà mẹ ngủ. Tôi còn tự hỏi liệu mình có lấy nhầm chồng không. Hiện tại theo nữ diễn viên, cô và chồng đã vượt qua những chướng ngại trên, hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng Ngân Khánh vẫn chưa sinh con. Diễn viên gốc Bình Định thổ lộ, đúng là có lúc vợ chồng tôi bị áp lực sinh con đấy. Tuy nhiên giai đoạn căng thẳng đó đã qua, vì chúng tôi hiểu được con cái là trời cho, khi nào trời cho thì mình đón nhận.